tượng nào đó, luật kinh doanh bất động sản năm 2014 đó, gồm những đối tượng nào, thì các bạn muốn biết rõ thì mình có thể tra luật kinh doanh bất động sản năm 2014, thì mình có để bên trên này luật kinh doanh bất động sản 2014. Mình có đào sẵn, các bạn cũng nên đào các cái luật này về để dễ dàng tra cứu. Mình đào này, bạn nào cần thì cứ đưa Gmail, mình có thể share cho các bạn luôn để các bạn đỡ mất công phải đào. Rồi, đây là luật kinh doanh bất động sản. Người ta hỏi là đối tượng áp dụng, thì các bạn lập cái từ đối tượng áp dụng nha. Có nhiều câu. Đây, đối tượng áp dụng thì có hai loại, một là tổ chức cá nhân kinh doanh bất động sản tại Việt Nam. Thì câu này, tổ chức kinh doanh bất động sản này, nếu mà đơn phương chấm dứt hợp đồng nhá, đơn phương chấm dứt hợp đồng này, bên cho thuê đơn phương chấm dứt hợp đồng ấy, thì các bạn nhớ cho mình là 3 tháng nha. 3 tháng hoặc là 1 tháng là có 30 ngày hoặc là 90 ngày nhá. 90 ngày. Có nhiều đề nó ghi là 90 ngày đấy các bạn. Rồi. Đó, thì đấy, câu chín đấy là mà câu A nhé các bạn. Đó, bên cho thuê có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thuê nhà công trình xây dựng khi bên thuê có hành vi là câu A thanh toán tiền thuê nhà công trình xây dựng chậm 3 tháng hoặc là 90 ngày nhé trở lên vào thời điểm thanh toán tiền đã ghi trong hợp đồng mà không được sự chấp thuận của bên cho thuê. Đó, ý là nó nợ tiền mà chưa thanh toán đấy, thì các bạn cứ nhớ nhé, 3 tháng hoặc là 90 ngày. Rồi, tiếp tục. Câu số 10 thì thấy cái này nó có đáp án rồi. Thấy nó bôi đậm này, có đáp án. Thì hầu như những cái đề ở trên trang vas.com.vn thì không có đáp án nhé các bạn nhé. Nên mình mới làm cái video này để hướng dẫn các bạn giải những cái đề thi này. Đó. Thì thẩm quyền cho phép chuyển nhượng toàn bộ một phần dự án bất động sản thuộc cơ quan nào? Thì chính là Thủ tướng Chính phủ nhé các bạn nhé. Nó có sẵn rồi này, Thủ tướng Chính phủ. Các bạn nhớ thì đều đúng. Tiếp tục. Người đang thuê nhà mà không thuộc sở hữu nhà nước khi thu hồi đất mà phải di chuyển chỗ ở thì được hỗ trợ như thế nào? Được hỗ trợ như nào? Thì được hỗ trợ chi phí di chuyển tài sản theo quy định của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh nha các bạn nhé. Cấp tỉnh nha. Các bạn lưu ý giúp mình là của cấp tỉnh. Rồi. Câu số 24, theo luật phòng chống rửa tiền 2012 có mấy biện pháp phòng chống rửa tiền? Theo luật phòng chống rửa tiền. Rồi, thì mình lại tra thôi. Luật phòng chống rửa tiền đúng không? Nghị định nhỉ. Luật phòng chống rửa tiền 2012. 2012 là luật phòng chống rửa tiền như đây. Theo luật phòng chống rửa tiền đúng không? Đây, luật phòng chống rửa tiền đây. Rồi, nó hỏi cái gì? Luật phòng chống rửa tiền thì có mấy biện pháp phòng chống rửa tiền, thì bây giờ mình tra cái biện pháp phòng chống rửa tiền thôi. Luật phòng chống rửa tiền đây. Biện pháp phòng chống rửa tiền. Biện pháp phòng chống. Không thấy thì biện pháp. Đây, biện pháp phòng chống này, nguyên cái chương 2 này có một cái biện pháp phòng chống rửa tiền. Đầu tiên là biện pháp thứ nhất này, hay gọi là mục 1 này, là nhận biết khách hàng và cập nhật thông tin khách hàng này. Đó, trong này thì có các cái điều 8 này, điều 9, điều 10, điều 11 này, điều 12 này, điều 13 này, 14 này, 15, 16, 17 này, 18 này, 19, 20 này. Đó thì các bạn cứ đọc nhá. Rồi. Mục 2 hay là còn lại biện pháp thứ hai là trách nhiệm báo cáo cung cấp và lưu giữ thông tin. Đó. Đấy là mục 2. Biện pháp thứ hai tiếp tục này các bạn là thứ hai rồi đúng không? Các bạn có thời gian cứ nên đọc nha. Biện pháp thứ ba này, thu thập xử lý chuyển giao thông tin về phòng chống rửa tiền. Đó, đấy là biện pháp thứ ba. Còn biện pháp thứ tư, áp dụng các biện pháp tạm thời và xử lý vi phạm. Rồi, hết rồi nha các bạn nha. Đây là qua chương 3 này. Rồi, thì có 4 mục nhá, 1, 2, 3, 4. Rồi, thì chúng ta chọn đáp án thứ câu C, số 4. Rồi, những cơ quan nhà nước nào dưới đây có trách nhiệm trong việc xây dựng hệ thống đất đai? Cơ quan nhà nước nào có trách nhiệm trong việc xây dựng hệ thống đất đai? Hệ thống đất đai đúng không cả nhà?
là câu A, Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng hệ thống đất đai. Ok, Bộ Tài nguyên Môi trường thấy chính xác này. Chính phủ thấy thế không ấy. Chính phủ là ban hành các quy luật. Câu C, cả A và D đều đúng. Thì câu C, cả A và D đúng thì mình phải đọc câu D này. Các bộ ngành có liên quan và Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, nó Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh này. Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh vừa mấy bên trên là hỗ trợ chi phí khi mà nhà nước thu hồi đất nhé. Đó, thì câu D, nhưng mà từ đã, vừa nãy mình nói câu A đúng không? Câu A đúng, vậy thì câu D đúng, thì cái câu C nhé, cả A và D đều đúng. A đúng, D đúng, thì mình chọn cả A và D đều đúng, đơn giản thôi các bạn. Câu số 26, thông tư 30/2014 hướng dẫn về hồ sơ giao đất cho thuê đất do cơ quan nào ban hành. Thông tư 30/2014 thì mình lại qua bên này mình check thôi. Thông tư 30/2014 nhá, mình có download sẵn về đây rồi để tiết kiệm cái thời gian gọi là download về dành cho các bạn ấy, thì mình đã tải sẵn về những cái này. Thì những cái này là mình download trên cái cơ sở dữ liệu quốc gia này. Đó. Trong đấy là nguồn chính xác nhất. Thì trong này nó hỏi gì? Cho thuê hướng dẫn về hồ sơ thông tư này do cơ quan nào ban hành. Đó, đây. Thấy luôn này. Thông tư quy định về hồ sơ giao đất cho thuê đất chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất là do Bộ Tài nguyên và Môi trường. Ok, đơn giản các bạn ơi, câu D. Hóa dễ, không có gì khó. Tiếp tục nhá. Nghị định hướng dẫn về thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất do cơ quan nào ban hành. Nghị định nhá, cái trên là thông tư nhá. Còn đây là nghị định đúng không? Ok, thì mình lại check xem nghị định về thu tiền sử dụng đất. Không biết mình có đào về đây chưa? Nghị định về thu tiền đây này, mình thấy này, nghị định thu tiền sử dụng đất này. Rồi, thì mình check thôi. Đó. Đây, nghị định về quy định về thu tiền sử dụng đất là do chính phủ nhá, các bạn nhá. Chính phủ ban hành vào ngày 15 tháng 5 năm 2014. Đó, chính phủ này, câu C. Quá đơn giản đúng không các bạn? Quá cực kỳ đơn giản rồi. Đó, nhưng mà các bạn đi thi là các bạn phải nhớ nhá, không có tài liệu cho các bạn tra đâu. Đây mình tra cho các bạn thông tin cho các bạn chính xác rồi. Chứ thực ra mấy câu này mình cũng có làm mà nên mình cũng nhớ rồi. Nghị định hướng dẫn thi hành luật 2014 là nghị định nào? Hướng dẫn thi hành luật nhà ở. Nghị định hướng dẫn thi hành luật nhà ở 2014 là nghị định nào? Thì chúng ta lại kiểm tra thôi. Nghị định hướng dẫn thi hành luật nhà ở. Rồi. Hướng dẫn, đây là nghị định này. Hướng dẫn thi hành một số, đây này, quy định chi tiết về hướng dẫn thi hành một số điều. Cái này hơi nhỏ nhé, mình bật to ra các bạn coi này. Nghị định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật nhà ở. Đó là nghị định 99/2015. Rồi các bạn, 99/2015, câu D. Đơn giản đúng không các bạn? Rồi. Đâu là các hành vi nghiêm cấm theo luật nhà ở 2014? Hành vi nghiêm cấm theo luật nhà ở. Thì có cái câu D này, thấy đều đúng này. Đó, nghi nhá các bạn nhá. Thấy chưa, đều đúng là phải nghi nhí này. Đó. Rồi, câu A. Xâm phạm quyền sở hữu nhà ở. Các bạn thấy đúng nhưng mà các bạn phải đọc lại các câu trên nhé, tại vì còn những cái trường hợp ngoại lệ thì nó lại không nhảy vô đấy. Rồi. Thì mình tóm lại, đâu là các hành vi nghiêm cấm theo luật nhà ở 2014? Là câu A, xâm phạm quyền sở hữu nhà ở của nhà nước, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân. Xâm phạm là thấy bị cấm rồi này. Đấy, xâm phạm là nghe thấy xâm phạm là các bạn nghi ngờ này. Cản trở việc, nghe chứ cản trở là thấy cũng không cần phải đọc tiếp luôn đấy. Rồi, để mình đọc luôn cho các bạn nghe này. Cản trở việc thực hiện trách nhiệm quản lý nhà ở về nhà ở. Cản trở việc thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về nhà ở. Đó, cản trở này. Xây dựng nhà ở trên đất đó. Ôi, đất đó thì xây dựng được chứ, đâu phải đất nông nghiệp đâu mà các bạn sợ nhỉ. Ok, câu C là không có gì bị cấm nhỉ. Câu C hoàn toàn là ok. Rồi, thế câu A, câu B đều đúng thì mình chọn câu D thôi. Đó. A và B đều đúng. Rồi các bạn. Tiếp theo nhá. Câu số 30. Nhà ở được ban hành kể từ việc xây dựng và nghiệm thu đưa vào sử dụng
với thời hạn là thời hạn là này, nhà ở được bảo hành nha các bạn nha, được bảo hành kể từ việc xây dựng. Thì các bạn cứ câu dài nhất chọn nhá. Đây là câu dài nhất này. Chung cư thì 60. Các bạn nhớ luôn đi. Cái câu này đi thi mình đảm bảo không câu đấy. Chung cư thì 60 tháng. Còn nhà riêng, nhà ở riêng, riêng lẻ này thì là tối thiểu 24 tháng. Rồi, các bạn nhớ luôn câu này cho mình nhá. Nhà ở được bảo hành kể từ việc xây dựng và nghiệm thu đưa vào sử dụng với thời hạn là chung cư thì 60 tháng, còn nhà ở riêng lẻ ấy tối thiểu nhá, tối thiểu là 24 tháng. Rồi, nên mình chọn câu A. Và các bạn. Tiếp theo, câu số 31, nhà ở được bảo hành kể từ việc xây dựng và nghiệm thu đưa vào sử dụng với thời hạn là nhà ở được bảo hành. Ồ, cái câu này với câu 30 này hình như thấy giống nhau các bạn này. Vừa đọc phát thấy giống nhau luôn. Chắc nó cái người ra đề người ta bị lập đấy. Đây thì câu A luôn này. Tiếp tục này, câu 32 cũng vậy này. Nó giống nhau nhá. Rồi. Bộ luật dân câu 33 này, bộ luật dân sự, bộ luật luật dân sự nha các bạn nhá. 2015 có hiệu lực. Luật dân sự có hiệu lực vào ngày nào? Thì chúng ta tra thôi, tra luật dân sự thôi. Xem mình có đau về chưa? Luật dân sự đúng không? Đây, đây là luật này. Luật dân sự đúng không? Luật đất đai này, luật nhà ở này. À, luật này là biện pháp đối với đây, cái này có sao không? Luật dân sự, ô, đúng luôn này, luật dân sự này. Đó, nó gọi là thời gian thi hành hay là ngày hiệu lực này. Nó hiệu lực này. Nó gọi hiệu lực là ngày nào, đây là ngày ban hành thôi nhé. Còn hiệu lực thì các bạn phải tra cái thời điểm mà cái thời gian cái này là hiệu lực đúng không? Hiệu lực thi hành. Thì các bạn phải tra bên dưới. Máy mình hơi lag tí nhé. Hiệu lực thi hành. Đó. Hiệu lực thi hành. Hiệu lực thi hành. Thì mình gõ từ thi đó. Thi hành. Hiệu lực thi hành nhá. Bộ luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2017. Đó các bạn. Đó. Có không? Câu A. 1 tháng 1 2017. Đó, hiệu lực thi hành. Quá dễ, quá đơn giản. Rồi câu 34. Câu 34. Thấy đều đúng này các bạn này. Thấy đều đúng là khả năng cao rồi. Đều đúng đấy, nhưng mà cứ phải đọc, phải đọc các. Đừng có nội vội. Trường hợp nào dưới đây tổ chức trường hợp nào dưới đây tổ chức tài chính phải áp dụng biện pháp nhận biết khách hàng. Đó. Thì câu A, khách hàng mở tài khoản và thiết lập giao dịch với tổ chức tài chính. Đúng rồi, nó mở thì phải nhận biết được nó. Rồi, câu A thấy đúng này. Câu B, khách hàng thực hiện giao dịch không thường xuyên với tổ chức tài chính. Ôi, không thường xuyên thì nhiều lúc nó bỏ luôn chứ việc gì phải nhận biết nhỉ? Đâu phải khách hàng tiềm năng đâu mà phải nhận biết nhỉ? Còn câu C này, có nghi ngờ về tính chính xác hoặc tính đầy đủ của các thông tin nhận biết khách hàng đã thu thập trước đó. Có nghi ngờ tính chính xác, ok, có nghi ngờ. Thì nghi ngờ thì nó phải nhận biết lại thôi. Đó, thì câu A với câu C này. Đó, khi mới mở tài khoản này. Đó, có nghi ngờ này thì câu A, câu C đều đúng các bạn nhé. Câu D. Đó. Rồi, câu số 35. Khi phân loại thị trường bất động sản theo tính chất kinh doanh bất động sản các bạn nhé, tính chất kinh doanh bất động sản thì thị trường bất động sản bao gồm, thị trường bất động sản bao gồm câu A, thị trường bất động sản khu vực đô thị, khu vực đô thị, thị trường bất động sản khu vực nông thôn và thị trường bất động sản khu vực ven đô thị theo tính chất cũng vậy. Câu B, thị trường bất động sản theo khu vực sản xuất, thị trường bất động sản tiêu dùng và thị trường bất động sản vừa là tư liệu sản xuất vừa là tư liệu tiêu dùng, đây là theo sản xuất này. Câu C này, thị trường mua bán chuyển nhượng bất động sản, thị trường đấu giá quyền sử dụng đất, rồi thị trường cho thuê bất động sản, thị trường thế chấp và bảo hành bất động sản, các dịch vụ liên quan đến bất động sản. Câu C. Câu D, thị trường bất động sản khu vực đô thị, thị trường bất động sản khu vực nông thôn và thị trường bất động sản khu vực ven đô thị. Đó. Thì cái câu đúng của mình là cái thị trường mua bán chuyển nhượng bất động sản này,
cái này cái trong phần tự luận thì nó cũng cũng có hỏi cái phần này, mình nhớ nó vậy. Rồi thị trường đấu giá quyền sử dụng đất, thị trường đấu giá quyền sử dụng đất, thị trường cho thuê bất động sản đó, thị trường thế chấp, thị trường thế chấp và bảo hiểm bất động sản và các dịch vụ liên quan, dịch vụ liên quan đó. Thì câu C là đúng nhất các bạn nhé, câu C. Rồi câu số 36, câu số 36, còn mấy câu nữa các bạn, có 40 câu à. Câu 36: một bất động sản để có giá trị cần thiết phải có đặc tính sau. Để có giá trị cần thiết phải có đặc tính sau: tính hữu ích, tính khan hiếm, có thể chuyển nhượng. Đúng câu D, cả ba câu trên, hữu ích, khan hiếm. Đó, để có giá trị nhá, để có giá trị thì phải có những cái tính chất này. Rồi câu số 37: khi phân loại thị trường bất động sản theo khu vực, theo địa lý khu vực, theo địa lý khu vực nhá. Còn cái bên trên là theo tính chất bất động sản nhá, còn đây là theo địa lý khu vực này các bạn này. Đó, gồm những, thì thị trường bất động sản gồm những loại nào, bao gồm cái gì. Câu số 37, câu A: thị trường bất động sản tư liệu sản xuất. Đấy, tư liệu sản xuất là không đúng này, theo sản xuất mình có đây này. Thị trường bất động sản đô thị, đô thị là một này, nông thôn là hai này, ven đô thị là ba này. Đó, đấy chính là địa lý khu vực tất cả các bạn. Còn câu C là thị trường bất động sản thương mại, thị trường bất động sản vui chơi, không đúng này, thị trường bất động sản công nghiệp, thị trường bất động sản vui chơi giải trí, thị trường bất động sản quần lại sản xuất này. Cái bên trên đấy người ta hỏi là theo tính chất kinh doanh bất động sản đấy, thì mình có là thị trường chuyển nhượng bất động sản, thị trường đấu giá quyền sử dụng đất, thị trường cho thuê bất động sản, thị trường thế chấp và bảo hiểm bất động sản và các dịch vụ khác. Còn đây là hỏi về phân loại theo địa lý khu vực này, nó còn hỏi vài câu nữa các bạn nhé. Đó, theo địa lý khu vực là đô thị này, nông thôn và ven đô thị này. Đó, câu B đúng nhé các bạn, câu 37, câu B. Tiếp theo câu 38: các loại hợp đồng trong kinh doanh bất động sản bao gồm. Các loại hợp đồng trong kinh doanh bất động sản này đều đúng này các bạn này, thấy đều đúng không, nghi không, đều đúng là thấy nghi ngờ liền đó, mình phải đặt câu hỏi liền, có phải là đều đúng không. Các loại hợp đồng trong kinh doanh bất động sản bao gồm, hợp đồng trong kinh doanh bất động sản là hợp đồng mua bán nhà công trình xây dựng, hợp đồng mua bán nhà công trình xây dựng, hợp đồng cho thuê nhà, thuê nhà công trình xây dựng, hợp đồng chuyển nhượng cho thuê lại quyền sử dụng đất, hợp đồng chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án. Thôi, thấy là đúng hết rồi đấy, rồi, tất cả đều đúng các bạn. Câu 39: các loại hình đầu tư kinh doanh bất động sản bao gồm. Các loại hình đầu tư kinh doanh bất động sản bao gồm, thì câu 9 là gì? Lại đều đúng này các bạn, thấy không? Lại đều đúng này. Rồi, dự án bất động sản, dịch vụ bất động sản, các loại hình đầu tư kinh doanh nữa, đầu tư kinh doanh. Rồi, dự án, dịch vụ và kinh doanh quyền sử dụng đất. Rồi, đúng hết luôn. Đầu tư kinh doanh, mấy câu này hiển nhiên đúng rồi. Rồi, câu số 40: ban quản lý phát triển đô thị mới được ủy ban cấp tỉnh giao nhiệm vụ và quyền hạn nào sau đây? Giao nhiệm vụ và quyền hạn nào sau đây? Ban quản lý này và phát triển khu đô thị mới, rồi ủy ban cấp tỉnh giao nhiệm vụ, quyền hạn nào? Rồi, lại đều đúng rồi các bạn này, lại chứ đều đúng đấy. Đó, ok. Rồi, lập kế hoạch phát triển các khu đô thị mới tại địa phương. Lập kế hoạch phát triển, ok, thấy đúng các bạn. Rồi, câu B: tiếp nối kế hoạch tiến độ xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật trong và ngoài hàng rào với tiến độ xây dựng khu đô thị mới. Ok, câu này thiết lập kế hoạch này, kết nối kế hoạch thì đúng này, lập kế hoạch phía trên là vừa lập còn lên dưới là kết nối kế hoạch này. Câu C này là đầu mối tiếp nhận và tổ chức thẩm định dự án. Có cái vụ thẩm định giá này, ok, tại địa phương, trình ủy ban, là đầu mối tiếp nhận và tổ chức thẩm định dự án khu đô thị mới tại địa phương, trình ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định đầu tư và cho phép đầu tư. Đó, thì anh tiếp nhận xong rồi thẩm định xong rồi này phải trình lên cho cái ủy ban nhân dân cấp tỉnh thôi, thì câu này cũng đúng luôn. Rồi, thế lại là một câu tất cả đều đúng. Rồi, thì mình thì hôm nay mình xin kết thúc cái phần hướng dẫn cho các bạn giải cái đề thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản. Đề thi này là do Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam ra. Đó, mình cũng không rõ là ra lâu chưa, hình như trên này có ghi ngày ra này các bạn. Đó, thì các bạn có thể lên đây đấy. Đây, ngày đăng là ngày mùng 1
ngày 4 tháng 1 năm 2022, đấy cũng rất là mới nhá. Đó. Thì hôm nay mình hướng dẫn các bạn cái phần là kiến thức cơ sở, là đề số 5 rồi. Đó. Thì hôm sau là chắc mình sẽ hướng dẫn các bạn về một cái đề là kiến thức chuyên môn. À, đề số nào đấy thì chắc đề số 5 đấy, thì các bạn có thể theo dõi cái kênh của mình. À, cảm ơn các bạn nãy giờ cũng đã quan tâm theo dõi các cái nội dung này. Chúc các bạn ôn tập hiệu quả và đạt được cái gọi là đạt được cái giấy chứng chỉ, ok, chứng chỉ hành nghề môi giới cho sở xây dựng cấp. Cảm ơn các bạn rất nhiều, xin chân thành cảm ơn.